hình tượng nữ thần sang chảnh, Tịch Lệ Nhiệt Ba chuyển sang style công chúa bánh bèo. Được biết đến với hình tượng nữ thần sang chảnh trong những bộ trang phục khoe hình thể vô cùng nóng bỏng, mỹ nữ Tân Cương Tịch Lệ Nhiệt Ba khiến fan tan chảy trước hình ảnh mới. Không còn gợi cảm trong những bộ váy bó sát, o bế đôi gò bồng đào chật ních, người đẹp chuyển sang diện style bánh bèo vô cùng đáng yêu và xinh xắn. Xuất hiện tại một sự kiện lần này, người đẹp còn tết tóc nữ tính nhưng vẫn không kém phần trẻ trung và năng động trong bộ trang phục giản dị. Diện áo thun trắng kết hợp với chân váy xếp ly đơn giản, Tịch Lệ Nhiệt Ba trông chẳng khác nào một nữ idol K-pop chính hiệu. Đặc biệt, bộ trang phục mang tông trắng hồng càng làm tăng thêm vẻ nữ tính cho cô nàng. Nếu khán giả đã chán ngấy với những hình ảnh khoe sắc tóc nóng bỏng, thì đây lại là một hình ảnh hoàn toàn mới của cô nàng. Có thể nói sự thay đổi hình tượng lần này đã khiến cho khán giả vô cùng thích thú.